Hello, Lisa kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày Chủ nhật 24 tây tháng 9 năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc đó là Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Vào đời Việt Nam hai câu nói quên mình thôi. Việt Nam nước tôi, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng kỳ Việt Nam nơi Việt sinh tươi, Việt Nam đã vào sông núi tự do công bình hát ai muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau. Rồi, Lisa cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Các bạn tặng một cành hoa cho em, cho bé Đậu Phụ. Nhờ bé Đậu Phụ mà Lisa lên chương trình để mà lên tiếng nói cho mọi người. Các bạn nghe nha. Ừ. Hôm nay là đã là 4 ngày Lisa đã lên đây. Để tao coi cái đẳng đỉ tụi bay tố cáo và tụi bay to rập với thằng Facebook để mà lóc tao, coi tao có trên cả trăm cả triệu những cái account sẵn sàng đưa cho Lisa để tao lên đây tao nói chuyện. Tao coi cái đẳng đỉ của tao bay cỡ nào nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, tin vui ba sạch chị ơi. Nhóm ba sạch đã nghe lời chị vào lúc 16 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2017. Những thằng chó đẻ cảnh sát giao thông đang trực từ xa tại ngã tư Vũng Tàu đã bất ngờ bị ba anh em ba sạch đã ập tới và lao vào đánh
làm cho những con chó này đã phải bị trọng thương chị ơi. Vì các vị trí bố trí đứng kéo giãn đội hình nên không thể trở tay kịp, những con chó này đã bị đập đáng đời chị ạ. À, nhờ chị Lisa, chị ơi là chị, nhờ chị khai dân trí nên người dân đã bắt đầu có bản lĩnh chính trị. Họ đã nhìn ra được bộ mặt thật sự của một đảng khốn nạn, cộng sản và bè lũ tai sai của Tàu Cộng. Vì thế anh em trong nước bây giờ, người ta đã không còn sợ chế độ, không còn sợ nhà tù, mà họ đã khằng khái đứng lên, đã chém thẳng thằng Tàu Khửa gần chết luôn rồi kìa chị ơi là chị. Hai thanh niên đã chém tới tấp đầu bếp là thằng Tàu Cộng chị nhé. Hoan hô các em. Các em xứng đáng là con dân của Việt Nam, của nước Việt. Phải như vậy mới được nha, phải như vậy mới được. Phải chém cho nó, vấn đề là kêu bằng là lặt lìa lặt lội như vậy cho chị nha. Ừ, chị rất là vui. Đây là hai em mà đã chém thằng đầu bếp Tàu Cộng. Lần sau nhớ chém cho chết luôn cho chị nha. Một em sinh năm 94 tên là Nguyễn Văn Thanh và một em tên là Đinh Khắc Trường sinh năm 2001. Trên tay của em, nhưng đây là hai em này được biết đã từng ghét và đã từng chống thằng Tàu Cộng để mà cút khỏi Formosa. Cho nên các bạn tặng cho hai em một cành hoa nha, tặng cho hai em một cành hoa. Cứ tiếp tục như vậy cho chị. Chị Lisa ơi, chị Lisa, đảng khốn nạn cộng sản bây giờ nó ép dân bán đất vàng để cho con gái của thằng khốn nạn Võ Kim Cự xây cái quán Ruby Karaoke VIP ở tại Việt Nam. Ba sạch cho chị. Chị Lisa ơi, chị đưa tin lên tối nay đi chị. Ngày 23 tháng 9 2017, cả nước xôn xao và vô cùng bức xúc khi mà quán Ruby Karaoke VIP xa hoa bậc nhất ở tại Việt Nam vừa khai trương cả khu phố trục đường trung tâm Hàm Nghi Lê Dũng của tỉnh Hà Tĩnh đã náo nhiệt vì dàn xe sang của Tàu Cộng, của quan chức khắp các tỉnh đổ về đây để mừng ngày lễ khai trương quán karaoke Ruby. Quán karaoke Ruby này do con ngựa Võ Thị Tú Hương là con gái ruột của thằng Võ Kim Cự, nguyên là bí thư của tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã làm chủ sở hữu chị ơi. Được biết khu đất này đã bị cưỡng chế trái phép từ hai vợ chồng công chức già. Dân Hà Tĩnh không ai là không biết sự xa hoa giàu có của gia đình ông Võ Kim Cự chị ạ. Các em đốt đi. Nó không cho vào thì dùng những cái máy bay đồ chơi đó bắn như vậy nè, cho nó bắt đầu là đem xăng lên trên trở để mà đốt. Bây giờ nó có những cái remote control đó, đeo cái bịch xăng toàn ten làm cái mồi lửa, bắt đầu là canh làm sao mà cho nó lẹ để mà bắt đầu là đứng ngồi bấm bấm sao cho nó đi vô lòn, vô trong cửa sổ, vô karaoke, nó cháy nó có mẹ gì. Nó không cho mình đi vô trong đó thì mình giả dạng mình cãi cửa, mình trổ nóc nhà, mình dùng những cái máy đồ chơi, máy bay đồ chơi bằng những cái là remote control đó, đeo một bịch xăng toàn ten để cái mồi lửa cho nó đi vô trong trọng cho nó cháy mẹ nó cho chị. Xây là nó cũng xây ra cái kiểu thằng Tàu Cộng nữa, cái khốn nạn đó, như là lâu đài của Tàu Cộng đó. Đó. Thì thằng Tàu Cộng thưởng cho nó đó, bởi vì nó cho Formosa vào để mà lấy mẹ cái Hà Tĩnh này đó, cho nó được thưởng tiền tỷ cho nó để mà nó thành công, nó mới xây ăn nhậu như vậy đó. Chị Lisa ơi, chị Lisa, em báo cho chị cái tin này, phía bên quân đội cũng vào cướp đất của người dân nữa nha chị. Không còn là bọn công an nữa đâu. Phía nào cướp được thì phía đó được hưởng tiền quê hồng để bán cho thằng Tàu Cộng chị ơi. Vụ việc xảy ra ở tại tỉnh Đồng Nai nha chị. Người khác, chị ơi là chị Lisa,
Khổ lắm chị ơi, bây giờ kể cả quân đội cũng to rập để mà cướp đất của người dân. Cái quân đội ngày nay toàn là Tàu Cộng nó trá hình ở trong đó. Cho nên người dân Việt Nam chuẩn bị tinh thần. Nó bắt con dân Việt Nam đi vào trong quân đội. Để mà vào đó chỉ có quay đầu lại để tàn sát dân tộc Việt Nam. Ta nói cái chế độ, cái quân đội của đảng Đĩ ngày hôm nay nó trá hình y như là quân đội của Pol Pot Len Sari thời năm 1978. Chính trị là nó như vậy đó. Năm 1975 sau khi mà cái thằng khốn nạn đảng Đĩ đã cướp miền Nam Việt Nam thì ở bên đất Chùa Tháp, Pol Pot là cộng sản, nó đã nắm toàn bộ những vùng nông thôn. Bởi vì những người dân ở tại thành thị ngại khổ, ngại khó, không dám đi về những cái vùng nông thôn hai lúa. Cho nên những cái khu căn cứ nông thôn hai lúa toàn bộ là cộng sản của Campuchia. Thằng Pol Pot bắt đầu nó mới suy nghĩ rằng, nó nói là vua chúa ở tại thành phố Nông Bên ăn chơi vui đùa, múa những cái bài hát. Vấn đề là kêu bằng là áp sao ra đồ kia ở trên cung điện của hoàng gia. Cho nên ở trên hoàng gia thủ đô của Phnom Penh là bắt đầu là múa là tay cam bua tiếng nga tiền riêng đã đến nước chay về đây đồ kia. Bắt đầu là múa hát đồ kia trong chậm. Thì thằng khốn nạn Pol Pot Len Sari bắt đầu nó kêu gọi ở tại nông thôn phải đi vào để mà vấn đề là thi hành nghĩa vụ quân sự. Nó lấy toàn bộ là con dân của đất Campuchia vào. Sau đó rồi nó huấn luyện cho những cái thành phần này phải là gạch chéo tên cha mẹ ông bà. Bởi vì nó nói nếu cha mẹ ông bà mà ở tại thủ đô Phnom Penh là những thành phần mà đi theo vấn đề là kêu bằng là đế quốc Mỹ, cho nên phải giết chết để lập lại một đất nước Campuchia dân chủ. Và sau đó rồi tất cả người ta bắt đầu là bị bắt buộc đưa con đi vào trong quân đội tưởng bảo vệ đất nước. Ai ngờ đâu sau này chính là con của mình quay đầu lại để giết mình. Thằng Campuchia thì nó ngục hơn Việt Nam vào cái trào đó. Còn bây giờ thằng đảng Cộng sản thì nó âm mưu hơn. Tức là thí dụ như là nó tuyển quân ở ngoài Hà Tĩnh thì nó không có cho tràn vô Hà Tĩnh để mà giết những cái người dân ở trong đó đâu. Bởi vì nó sợ bị lộ ra giống cái thằng hồ chó đẻ mà đã vấn đề là kêu bằng là cải cách ruộng đất, giết gần 250.000 người ở ngoài miền Bắc. Nó sợ lắm. Cho nên thay vì nó tuyển nghĩa vụ quân sự ở Hà Tĩnh thì nó đem cái lũ mà vấn đề là con dân ở Hà Tĩnh đi vào miền Tây để tàn sát giết dân miền Tây. Rồi bắt đầu ở miền Tây nó tuyển dụng nghĩa vụ quân sự dân miền Nam thì nó đem ngược đi ra ngoài Hà Tĩnh hoặc là Huế để mà giết chết những cái người dân Việt Nam. Cái mưu đồ của thằng Tàu Cộng, cái sách lược của thằng Tàu Cộng, cái âm mưu chính trị của Tàu Cộng là nó như vậy đó. Là nó như vậy đó. Cho nên bây giờ trong công an mạnh thằng nào thì thằng đó cướp đất của dân. Trong quân đội mạnh thằng nào thằng đó cướp đất, giả bộ với cái chiêu bài là đất của quốc phòng. Nhưng mà đất của quốc phòng thì người dân không được quyền la làng. Bởi mày chống cự là mày mang tội phản quốc, phản động. Cho nên đất này sẽ được trưng dụng, sẽ giải tỏa, sẽ đuổi đi, sẽ di dời để bồi thường cho một cái giá rẻ mạt, để cái đất quốc phòng này sẽ là mục đích để bảo vệ an ninh tổ quốc. Nó giả bộ, nó đưa ra những cái khẩu hiệu như vậy. Người dân nào mà không có bản lĩnh chính trị cứ nghĩ rằng là thôi mình kệ, dù sao mình cũng đưa đất ông bà mình để cho quân đội bảo vệ đất nước. Rốt cuộc rồi giao đất cho thằng Tàu Cộng, giao đất cho cái quân đội, nhưng mà quân đội nó trá hình, bắt đầu nó đưa cho thằng Tàu Cộng vào. Thằng Tàu Cộng nó mới xây những cái lô, những cái biệt thự lên để nó bán cho dân Tàu tràn qua. Sắp tới đây các bạn sẽ nhìn thấy những cái đất của quân đội, những cái đất nào của quốc phòng sẽ trở thành những nơi vui chơi resort
cho quan chức của Tàu Cộng sang để đánh góp hoặc là xây những cái mà quân đội của Tàu Cộng trá hình ở trên những cái miếng đất của người dân. Lisa đã nhận được nhiều cái tin mật rồi. Người dân Việt Nam bây giờ thì kể như là thằng Tàu Cộng nó họp, nó qua nó gõ đầu những thằng đầu bò cộng sản, nó kêu là phải để cho người dân Việt Nam cứ việc lo ăn chơi vui vẻ, đừng có thèm nghĩ gì tới chính trị. Để bữa nay nó đi tới cái xóm này nó cướp đất, ngày mai nó đi tới cái xóm kia nó cướp đất, nó cướp từ từ tầm ăn dâu. Đặc biệt là ở những vùng mà miền Tây, ở những vùng mà nông thôn, dân dã, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nha, kể cả đất mà của những thằng khốn nạn công an xã tụi bay, hoặc là những thằng huyện công an tụi bay cũng chuẩn bị tinh thần đi, nó sẽ vào nó cướp tụi bay luôn nữa. Sau khi nó cướp người dân rồi, người dân như là con trùng rồi, không ngóc đầu lên được rồi, thì nó cướp tới những cái thằng đầu bò. Sau này những cái thằng công an xã chạy ra, nói trời tôi có công với đảng mà, tôi đã từng tiếp tay với đảng để mà tôi, vấn đề là cái bằng là tôi cướp đất của dân, bây giờ đất này của tôi mà sao lấy. Tao lấy đất của mày nhưng mà tao gắn lon cho mày lên là đại tá hoặc là thiếu tướng. Bay đâu, gắn lon cho nó là đại tướng đi cũng được nữa, nhưng mà với điều kiện là phải lấy đất của nó. Trời trời ơi, kỳ vậy, trời ơi, cái gì kỳ vậy? Tôi đã đầu hàng vô điều kiện rồi mà, tại sao mày đầu hàng? Tại vì tôi biết là có Tàu Cộng qua, cho nên bây giờ tôi đã nghe lời, tôi nịnh bợ thằng tổng lú, tôi giao đất là sao tự nhiên làm gì? Sao không tận dụng tôi? Mày là người dân miền Tây, mày là con dân Việt Nam, mà bây giờ mày thấy tao mạnh, bắt đầu mày thấy phe Trọng Lú mạnh, mày chạy theo thằng Trọng Lú mày ăn có. Tại sao mày có binh sĩ trong tay? Tại sao mày là công an xã, mày có biết bao nhiêu người mà mày không tận dụng để đánh lại tao? Bây giờ mày kêu tao tận dụng mày, nếu lỡ mai Hoa Kỳ hoặc là sau này có một nước nào nó mạnh hơn Ấn Độ hoặc là Nhật Bản thì mày cũng đầu quân cho tụi nó. Cho nên cái thứ như mày thì không thể nào để sống được. Cho nên thôi canh nể tình mày, gắn cho nó cái lon thiếu tướng đi, rồi đem nó ra bắn bỏ cho ta. Thứ này không thể nào giữ được nha, thứ này không có giữ được. Cho nên thằng Tàu Cộng nó chỉ tận dụng những thằng tướng sĩ tượng ở trong quân khu 7, trong quân khu 9 thôi. Một khi nó nắm được đại quyền ở tại Việt Nam, tất cả những con chó tụi bay đem ra rìa mà nó bắn bỏ hết. Bởi vì để những cái thứ của tụi bay sau này khó có thể giữ được cái nước Tàu. Bởi vì nó đã sáp nhập Việt Nam vào Tàu thì nó để cho Tàu Cộng qua để mà bảo vệ, chứ nó không cho những con chó tụi bay bảo vệ. Cho nên tụi bay đừng nghĩ rằng là tụi bay ôm chân của thằng Tàu, ôm chân của Trọng Lũ để rồi tụi bay yên thân, tụi bay có nhà cao cửa rộng. Tụi bay hãy mở to con mắt đi. Cái đất nước ở tại Việt Nam là một cái đất nước mà anh linh tú khí, là kêu bằng là hồn thiên của sông núi rất là linh. Tụi bay thấy những cái tòa nhà, những cái biệt thự mà của những thằng đầu bò cộng sản xây khang trang, rốt cuộc rồi chưa ở hưởng thụ được là bị tiêu tùng. Ở trên núi non hùng vĩ toàn là sơn thần ở trên đó. Lũ đầu bò cộng sản không có biết đâu là trời, đâu là đất, không biết trời cao đất rộng, ỷ có tiền ăn cướp của dân xây một cái ngôi biệt thự ở trên cái đỉnh chót núi ở trên đó. Đó là biệt thự của thằng Trịnh Xuân Thanh đó. Bây giờ không ai dám lên trên đó ở. Số mạng của thằng Trịnh Xuân Thanh cũng đã chuẩn bị đi đời, cho bỏ cái tật mất dạy. Còn những thằng chó đẻ đã đi, tụi bay xây những cái ngôi biệt thự ở những cái nơi núi non hùng vĩ của Việt Nam, rồi tụi bay sẽ coi hồn thiêng sông núi linh lắm, cờ vàng là cờ linh mà, lá cờ thiêng đó. Những cái người mà yêu nước Việt Nam, những cái tàu mà của vấn đề là vua chúa Việt Nam sẽ bẻ họng của tụi mày, cho tao mày chết gáy mày, tao mày luôn chứ mất dạy vô thần nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa,
Chị ơi chị, ngân hàng Sacombank của thằng Việt Cẩm nó cử mấy con nhân viên tới tận lớp của tụi em để làm thẻ ngân hàng cho tụi em đó chị. Nó nói cha mẹ tụi em nên gửi tiền vào thẻ để tiện cho việc sử dụng, làm một cái thẻ ngân hàng tốt 100 mấy chục nghìn. Nó tặng cho được 2 cái móc khóa à chị. Chị kêu mấy em học sinh không nên làm thẻ ngân hàng và gửi tiền vô đó. Nó mà ôm tiền cao chạy xa bay thì lúc đó mà khóc mẹ khóc cha. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị ơi, chị cố gắng lên, ba sạch của chị thật là mạnh, lũ chó đẻ cộng sản nó đã điên lên rồi, mới có cơ hội chị ơi, lũ chó nó ngu ngục, nhờ đông, nó mới hùa thôi, có trình độ con mẹ gì chị ơi, em nghe nói nó đi gom tiền cứu trợ, một xã là 10 mấy triệu đồng, mấy thằng ốc chó đầu bò não lợn, ở xa, lấy thành tích, lấy le để gom cho cố, vượt chỉ tiêu để được khen thưởng, đúng là một lũ hại dân hại nước. Dư thì chúng nó đem về cơ quan để mà mở tiệc ăn mừng như là cha của nó chết vậy đó chị. Cái lũ này em khốn nạn, em thù nó vô cùng chị Lisa ơi. Được, em biết rồi đó. Trời ơi, là chị ở trong trường của em, thằng này nó bị thằng Hồ chó đẻ nhập hay sao? Mà bây giờ nó đánh luôn con gái nữa chị ơi. Trời ơi, nó đập luôn con gái ở trong lớp. Bởi vì nó bắt đầu là nó tự nó là cháu ngoan của bác Hồ. Rồi mọi người nói nó bị thằng Hồ nhập về, cho nên nó quánh con gái luôn chị á. Các bạn thấy đó, khốn nạn như vậy đó. Đó. Bây giờ con gái nó cũng không chừa luôn. Thì đúng rồi. Đó, cháu ngoan của bác Hồ đó vậy đó. Cháu ngoan đó đeo khăn quàng đỏ, nó quánh luôn thằng bạn. Đó, đẹp ghê không? Đó, bà điệp con mẹ mày nó bay chứ. Khốn nạn như vậy đó. Ở bên Mỹ này đó, một đứa con nít 3-4 tuổi nó cũng đã có cái ý thức. Thí dụ như là trong một cái trường mẫu giáo lớp mầm lớp chồi mà cho Mỹ nó ra nó chơi. Hai thằng con trai nó mới có 3-4 tuổi nó quánh, nó xô nhau. Nhưng mà đối với đứa con gái đi chung, nó không đụng tới. Thí dụ như hai chị em mà con nhỏ con gái nắm tay đứa em tới thì nó chỉ có hai thằng con trai hoặc một thằng con trai nó tới nó quánh thằng con trai kia, là vì cái tánh tình mà con trai mà. Nhưng mà nó đã giáo dục từ nhỏ không đụng tới phụ nữ, không đụng tới con gái. Cho nên đặc biệt không bao giờ đánh phụ nữ, đánh con gái. Ở Mỹ là nó như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam bởi vì học trong một cái chế độ, một cái trại nhồi sọ, cho nên không có cần con mẹ gì hết. Con gái vậy nó bay vô, nó giậm luôn, nó đạp luôn. Chị có coi cái video một thằng đàn ông lực lưỡng, nó đứng từ bên ngoài nó bay, nó lấy cái giò nó bay vô trong cái cửa sổ, nó giậm nó đạp con người ta ở trong cửa sổ. Chị nghe nói con nhỏ này cũng đang có bầu với nó nữa, nó đạp lòi con rồi luôn. Đó, nó ác như vậy đó. Ở trong một cái chế độ mà nó bạo quyền, nó khốn nạn, nó bạo lực thì nó như vậy đó. Trời trả báo, tao cho tao bay dạy bạo lực thì bây giờ nó như vậy. Đâu có dạy gì mà ăn hiền ở lành đâu. Nha. Trời ơi chị ơi, khổ lắm chị ơi. Nó khiêng bà già quỳ lại mà nó vẫn khiêng bả đi ra ngoài đường để mà nó cướp đất, cướp nhà của bả chị ơi đó. Thế kỷ 21 rồi đó. Việt Nam yên bình mà nó khiêng người ta như con heo như vậy. Nó thảy ra ngoài đường để nó lấy nhà. Mặc cho bà quỳ xuống bà khóc, tại vì bà yếu thế mà. Nó xô bà ra rồi, bắt đầu ở dưới sình rồi bà bò đi, bắt đầu nó lấy tay, nó lấy chân, nó đá vô cái mong đích của bà như vậy đó. Các bạn thấy khốn nạn không đó? Các bạn thấy thân phận của một người mà ở tại đất nước cộng sản nó như thế nào? Vậy mà luận điệu của mấy con chó mà nó bưng bô cho đảng cộng sản thì nó nói rằng là được Việt Nam yên bình lắm. Các bạn thấy có yên bình không? Đây nè. Người ta kể cho Lisa nghe coi cái video ấy, nó vô nó cướp đất rồi bà quỳ xuống bà khóc bà lại với nó, tôi có một miếng đất thôi. Bà quỳ xuống bà lại như vậy đó, người dân mà bây giờ tại vì yếu thế mà. Bà quỳ xuống quỳ lại như vậy đó, nhưng mà nó đâu có thương tình. Nó vẫn cướp thôi. Bởi vì cái lũ này là nó đâu có còn tình người nữa. Nó cướp đất. Mà nghe nói bà này cũng là bà mẹ liệt sĩ đó. Cũng là mẹ liệt sĩ đó, chúng ta giỡn đó. Hôm nay chị nhận được một cái tin rất là nóng.
Cái bản tin nóng tức là hàng trăm lao động Việt Nam của mình đi qua bên Nhật bây giờ đã được đăng ký để mà đi vào quân đội của Nhật và được thưởng nóng bất ngờ. Cho nên những em nào mà đi sang Nhật để làm lao động trong sức trai trẻ thì hãy nên bắt đầu là đi vào để mà những đây là được huấn luyện đi vào quân đội của Nhật. Nếu được thì ở bên đó hợp pháp để vào trong quân đội của Nhật Bản. Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra trong nay mai. Chị sẽ ngồi bên đây để mà chị đổ dầu vào lửa. Chị cứ khiêu khích hoài để coi Hoa Kỳ chịu đựng được không. Chắc chắn thằng Bắc Hàn sẽ bắn tên lửa đạn đạo nhưng mà không vào được Mỹ. Mỹ nó có lá chắn, nó sẽ bị chặn. Nhưng chỉ cần một quả tên lửa của nó mà chỉ cần bắn bay đụng tới đảo Guam chưa vào lãnh thổ của Mỹ. Giống đảo Guam là giống như ở ngoài Phú Quốc, ngoài Trường Sa, Hoàng Sa, Việt Nam vậy đó. Chỉ cần tên lửa nó đụng tới cái đảo Guam của Mỹ thôi, chưa vào tới đất liền. Thì Lisa bảo đảm với các bạn, Bắc Hàn sẽ trở thành cát bụi tro tàn. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Các bạn thấy chế độ Cộng sản nó khốn nạn không? Chiến tranh thì bắt đầu nó hăng hái, bắt đầu là nó lấy tiền thuế. Người dân Bắc Hàn thì phải ăn thịt. Ăn thịt người mà sống. Ở dân Nam Hàn người ta dư giả, người ta giàu có quá, người ta có nhân bản giống như là Việt Nam Cộng Hòa. Người ta mới để gạo trong những cái chai nước suối, người ta dặn nút lại, người ta thảy cho nó trôi cái sông ra qua cái dĩ tuyến để cho dân Bắc Hàn lụm được để mà ăn. Rồi mấy cái thằng mà quân đội, đi bộ đội thì cũng là con dân của người Bắc Hàn giống như ở Việt Nam vậy. Bắt đầu đi ra vớt mấy cái lon gạo vô, nhận được lệnh cấp trên, đem bắt mẹ chết. Các bạn thấy khốn nạn hay không? Các bạn thấy nó khốn nạn hay không? Bắt mẹ chết hết. Hôm qua cả thế giới bên đây người ta rung động, người ta nó không ngờ nó ác như vậy. Nó bắt cho chết mẹ hết. Bởi vì nó nói là tụi này phản động. Đói quá mà lụm gạo, người ta viện trợ gạo. Mà những đây là cũng là phản động. Mà trong khi đó thằng Kim ủng ỉnh, trong khi đó những cái thằng mà những đây là chó đẻ của những đây là Bắc Hàn, nó đi xin gạo, nó xin viện trợ thì nó không sao. Nhưng mà người dân mà chỉ cần lụm vớt lên là nó giết hết. Nó bắn bỏ hết, các bạn coi nó khốn nạn hình ảnh đó. Đó, đó bộ đội đó, con dân đó, đi vào trong quân đội của nó rồi. Rồi bắt đầu là lụm đây nè, các bạn coi là những cái chai là những cái chai gạo của người dân Nam Hàn người ta thả. Bắt đầu là nó lụm vô, mà nó lụm vô, nó vớt vô để nó cho người dân ăn thôi. Mà bây giờ nhận được lệnh nó trên, nó bắn cho chết mẹ hết trơn. Tao cho bắn hết luôn đi. Mẹ, cái lũ chó đẻ Bắc Hàn sao bay tự sanh tự diệt, bắn mẹ nó hết. Cho nên Lisa vui lắm. Bắt cho chết mẹ hết cho tao. Nghe không? Cho nên hàng trăm lao động Việt Nam sẽ nhập ngũ cho quân đội của Nhật và sẽ được thưởng nóng một cách bất ngờ. Nha. Cho nên những người nào mà đã ở bên Nhật rồi thì muốn giữ cái vé ở bên Nhật thì hãy nên những này là đầu quân. Chị ơi là chị ở tại Bến Tre đau lòng lắm. Điểm nóng của Bến Tre, 155 thai phụ bây giờ té ngửa ra đã bị nhiễm bệnh SIDA. Ngày 24 tháng 9 năm 2017, điểm nóng của tại Bến Tre, 155 thai phụ tự nhiên không hiểu sao bị nhiễm HIV chị ơi. Nhiều người còn rất trẻ chị à. Tao nói thằng Tàu Cộng á, đi vô trong trọng đi. Nó ra bộ nó tiêm thuốc ngừa rồi kia, nó chích thuốc cho đừng có đau để mà đẻ. Bắt đầu là kêu bằng là bị nhiễm SIDA hết. Rồi về truyền cho chồng. Nó vui như ngày chảy hội đó. Đó yên bình của cái lũ đầu bò tôi bay đó. Ủa cỡ này sao không chửi tao nữa đi. Bây giờ quay qua cắn với nhau rồi à. Con he lình, con he lờ gì đó. Rồi thằng Đỗ Hiếu đồ kia bây giờ tự động quay qua cắn với nhau hết trơn rồi hả. Bây giờ không còn chửi tao nữa hả. Đảng Cộng sản nó cướp mỏ lại rồi hả. Không có chịu tô son điểm phấn cho tao nữa sao. Sao không chửi. Cái thứ mà cắt ké kỳ nhông bên hông chợ lớn cày chớn cày cháo nói láo nói sượt như tụi bay không đụng được một sợi lông chân của Lisa. Bản lĩnh chính trị của lũ đầu bò của tụi mày, của cái lũ dư luận viên, của cái lũ bưng bô nó nằm ở dưới cái gót chân của Lisa. Tao báo cho tụi bay biết, tao truyền hồn báo danh cho tụi bay, tao chấp cả một cái bộ máy tuyên truyền của đảng đĩ cũng không dám nhắc tới tên của tao. Tao chấp cho
100.000 tờ báo của đảng Đĩ cũng không dám đăng cái tin của tao. Tao chửi ra rã con chó Hồ Chí Minh như vậy mà tụi bay thấy có tờ báo chánh thống nào dám đăng không? Những cái tờ báo mà những đây là kêu bằng là chống phản động đồ chỉ là những cái lũ bưng bô của tụi bay thôi. Tao mong cho những tờ báo chánh thống chẳng hạn như là báo của đảng Đĩ Cộng sản đăng ra để tao thưa chết con Đĩ mẹ nó luôn. Mà nó dám không? Nó dám không? Cho nên những cái tờ báo mà xạo lờ của tụi bay đăng lên chỉ toàn là cái lũ tụi bay là ăn mặn đái khai. Cho nên tao không có để mắt tới. Tụi bay ngon, tụi bay đăng tao lên tờ báo Việt Nam Express hoặc là tờ báo chính thống của Đảng Cộng sản hoặc là trang chính thức của Thủ tướng Chính phủ. Dám không? Tao kiểu mà chết con đĩ mẹ của cái lũ Ba Đình tụi bay luôn cho nó mà dám đăng tao. Dám đem tao lên đài truyền hình để nói chuyện không? Dám không? Còn ba cái tờ mà bài đặt là giải đọc chắc trị là những thằng ăn mặn đáy khai, những thằng đầu bò, những thằng chó chết. Ta đâu có để ý tới những cái lũ này đâu. Bài đặt. Chị ơi, chị nguy cấp chị ơi. Em nhận được tin của các bạn khác gửi là một bạn đi làm từ thiện đã bị mất tích. Bạn này đã chống thằng Tàu Cộng đó chị à. Em này thì sao? Đây, Formosa cút khỏi Việt Nam. Em đã bị mất tích mấy ngày nay. Một là thằng Tàu nó bắt em để thủ tiêu, người ta đưa tin cho Lisa. Người nhà đang bây giờ đang tìm em không biết ở đâu nha. Ở Việt Nam cái mạng người như con chó như vậy đó. Gặp bên Mỹ này là người ta vấn đề là cái bạn làm lớp chuyện rồi. Còn ở Việt Nam thì đâu có. Ở Việt Nam không có. Để các em thấy được các em sống trong một cái chế độ bạo quyền. Để các em thấy được cái xã hội độc tài. Cái xã hội, cái chế độ nó bạo quyền, nó độc tài. Nó sẽ sinh ra một cái xã hội nó bị lộn, nó bị loạn lên như vậy. Cái mạng của các em ở tại Việt Nam giống như là một cái sợi chỉ mành treo trước gió. Hôm qua hôm kia có người vô nó nhận ra chị, bạn học của chị. Vô nó nói trời ơi Lisa cái này đẹp quá Lisa ơi, anh Đào đẹp quá anh Đào ơi. Tại vì tên Việt Nam của chị là Phạm Ngọc Anh Đào, cho nên nó nói tên đẹp quá đó. Nhưng mà qua đây chị nói chị đổi tên rồi. Tại vì cha mẹ ở Việt Nam đặt tên dài quá, Phạm Ngọc Anh Đào, đặt tới 4 tên tức là tứ quý đó. Nhưng mà chị qua đây rồi bắt đầu là chị chỉ lấy tên là Phạm Lisa thôi. Khỏi có mà những đây là tên lót mẹ cho nó gọn. Rồi cái chị nhìn là chị đâu ra đâu. Nó nói trời tôi thấy Lisa mỗi ngày lên chương trình đẹp quá. Cái tôi nói ừ, còn bạn sao, bây giờ bạn như thế nào rồi? Trời tôi có 4 con rồi, có chồng rồi. Tôi nói ồ vậy hả, à, có muốn coi webcam con không? Nó coi, trời nó mổ lên tôi ngồi tôi chới giới mà tôi cũng giả bộ tôi lịch sự tôi khen nó đẹp. Nhưng mà con nó thì dễ cưng thiệt. Nhưng mà trời ơi nhìn nó tôi tưởng sao má của tôi không đó. Các bạn nghĩ không? Lisa tưởng sao là má của Lisa không, nó nhìn không có ra. Trời ơi nó khắc khổ cái mặt á, trời ơi nó ốm vô mà tao nói á, trời ơi nhìn là sao sao mà mới có 30 mấy tuổi thôi đó mà ăn đồ độc của thằng Tàu biết rồi, nhìn y như bà già vậy đó. Trời ơi Lisa nhìn không có ra đâu. Lisa bảo đảm bạn học của Lisa mà bây giờ nhìn lại đó, mà đi ra đường mà nếu không nhắc lại cái kỷ niệm mà ngày xưa đó là Lisa kêu bằng chú bác liền à. Bởi vì ở bên Việt Nam nó già lắm, trời ơi nó già khu đế ghê luôn. Đó. Hôm nay Lisa sẽ cho các bạn biết nhiều cái tin rất là quan trọng về kinh tế và chính trị của đảng Đĩ Cộng sản Việt Nam. Một cái tin mà chấn động ngày hôm qua, đó là sau khi tối hậu thư đã hết hạn vào ngày hôm qua, thì đảng Cộng sản vẫn im thinh thích, vẫn ngậm hạt thị, không chịu trả Trịnh Xuân Thanh, thì Đức đã quyết định tiếp tục trừng phạt đảng Cộng sản Việt Nam. Cộng hòa Liên bang Đức đã ra lệnh trục xuất tiếp tục một cán bộ ngoại giao cao cấp của đảng Đĩ Cộng sản Việt Nam, đã cắt đứt quan hệ đối tác và cắt luôn viện trợ kinh tế toàn diện. Lệnh trừng phạt này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài cho tới khi nào đảng Đĩ Cộng sản thằng khốn nạn Trọng Lúc thả Trịnh Xuân Thanh trả cho Đức. Nếu đảng Cộng sản tiếp tục ngoan cố thì Đức sẽ cảnh báo, sẽ tiếp tục ban hành một lệnh trừng phạt mới sẽ nặng nề hơn. Hiện tại
thì Cộng hòa Liên bang Đức đã cắt tất cả mọi quan hệ đối tác chiến lược đối với đảng Đĩ Cộng sản và không ký bất kỳ một hiệp định kinh tế và thương mại nào với đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng. Như vậy thì hiệp định tự do thương mại giữa thằng đảng Cộng sản và khối Liên minh Âu Châu coi như đã bị mắc kẹt, coi như đã trở thành mây khói. Hàng Việt Nam sẽ rất khó để mà xuất qua bên Âu Châu hoặc phải chịu thuế rất là cao. Ngoài ra, Đức còn sẽ cắt số tiền viện trợ phát triển lên tới 150 triệu euro cho đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng và sẽ ngưng luôn các khoản cho vay lãi suất thấp nhất. Đức còn tăng cường sẽ siết visa của người đảng Đĩ Cộng sản qua Việt Nam, ảnh hưởng tới những người dân Việt Nam luôn. Cho nên những người nào mà đã bảo lãnh gia đình để mà đi sang bên Đức hoặc là xin visa vào Đức thì cũng sẽ bị ảnh hưởng chung, bởi vì thằng chó đẻ trọng lũ nó muốn làm cho những đây là kêu bằng là rạng rỡ để mà nó theo Tàu Cộng, cho nên nó bất chấp đi những cái điều kiện có quyền lợi cho quốc gia Việt Nam. Nó sẵn sàng nó bắt thằng Trịnh Xuân Thanh. Bây giờ báo chí trong nước Đức nó yêu cầu muốn gặp Trịnh Xuân Thanh, bây giờ nó sợ Trịnh Xuân Thanh sẽ kể, cho nên nó tiêm những cái mũi thuốc mà bây giờ báo chí Lisa nhận được một cái người nguồn tin rất là khả thi, tức là Trịnh Xuân Thanh đã bị mất trí nhớ 80%, giống như là khùng khùng điên điên rồi. Tức là khi nó thả thằng Trịnh Xuân Thanh này về đó là giỏi lắm, là giờ không biết, trông y như một thằng khùng vậy. Nó tìm một cái mũi thuốc gì mà hỏi không nhớ đâu là đâu, nó làm cho mất mẹ nó tinh thần. Trời, tụi bay thông minh đó, tụi bay phải làm như vậy đó. Rồi tụi bay trả cho thằng Đức nha, để tao ngồi tao vỗ tay tao cười, để tao coi cái trò manh đậm của tụi bay như thế nào. Đây chắc lão là kế hoạch của thằng Tàu Cộng nó chỉ cho tụi bay. Đường nào mày thả cho thằng Đức đi, đường nào bây giờ là mày đã giữ thằng Trịnh Xuân Thanh, bây giờ là mày đã thanh trừng rồi, mày tử hình thằng Nguyễn Xuân, vấn đề là kêu bằng đó là mày bắt thằng Nguyễn Xuân Anh, mày vấn đề là tử hình thằng Nguyễn Xuân gì đó, rồi bắt đầu là Nguyễn Xuân Nghĩa gì đó, rồi bây giờ mày đưa cho vấn đề là kêu bằng là thằng Hà Văn Thắm, rồi bây giờ là mày nắm đầu luôn, mày giam chà lỏng thằng Đinh La Thăng luôn rồi, thì bây giờ mày hết còn tác dụng thì mày thảy cái thằng này đi về bên bển, nhưng mà trước khi về thì mày tiêm cho nó làm sao mà về bên bển nó giống như là bị khùng, nó không còn trí nhớ gì hết trơn. Các bạn sẽ coi có nhiều phim dài, nhiều tập để mình coi. Khi mà qua bển mà thằng Trịnh Xuân Thanh chỉ cần mà lọt qua bên Đức thôi. Cho nên tao yêu cầu tụi bay, tao hiến kế cho tụi bay làm như vậy đó là chết con gái mẹ tụi bay, biết chưa? Thở đề na thằng Trịnh Xuân Thanh nó đang lành mạnh, nó đưa qua bên nước Cộng sản rồi tụi bay chích thuốc cho nó, bây giờ nó giống như bị khùng khùng, nó không còn trí nhớ qua bển, thì chẳng khác nào tụi bay lại âm tôi ở bụi này, tụi bay ký cái lệnh tra tấn gì mà tụi bay tàn ác như vậy thì thế giới nó sẽ lên tiếng. Cho nên theo tao nghĩ rằng tiên hạ thủ vi cường, tụi bay giết mẹ thằng Trịnh Xuân Thanh, rồi cái tụi bay lấy cái cọng dây tụi bay treo cổ nó toàn ten ở trong trại giam, rồi tụi bay quay cái video tụi bay đưa qua Đức, tụi bay nói tôi vừa chuẩn bị trục xuất qua Đức, tôi vừa tính bàn giao cho Đức, thì đêm đó Trịnh Xuân Thanh đã biết lỗi cho nên nhục nhã quá đã tự treo cổ lên để tự tử, được không? Tao hiến cho. Còn bây giờ nếu mà treo cổ lên đó mà không được đó thì tụi bay lấy búa tạ tụi bay đập cho nó vỡ sọ đi, rồi tụi bay nói rằng là bởi vì biết tội khó tránh được cho nên sau khi chuẩn bị đảng mà chuẩn bị bàn giao cho ngoại giao của Đức thì Trịnh Xuân Thanh đã đập đầu vô trong tường bê tông của nhà tù mà vỡ sọ ra chết, chết tốt gì chứ. Tụi bay đừng có trả về, tụi bay trả về mà 80% mà mất trí nhớ như vậy là lại ông tôi ở bụi này. Cho nên tao hiến cho một kế là giết chết mẹ thằng Trịnh Xuân Thanh này cho tao. Thiệt ra tụi bay giết chết hết thì tao còn mừng nữa. Cho nên cái danh dự của tụi bay là phải giết. Cho nên con chó nào mà chích thuốc mà trả thằng Trịnh Xuân Thanh về là tụi bay chích mẹ tụi bay liền. Tao hiến kế cho thằng tổng lúc mày làm đi nha, để cho đảng viên nó mở mắt to nó ra, để tụi bay hù nó luôn, để coi thằng nào mà còn dám tham nhũng nữa.
Cho nên tao bảo đảm sao cái vụ tôi bay thanh trừng làm vậy là học thằng nào trong miền Nam tham nhũng, bắt đầu tôi bay đưa Tàu Cộng nó qua tự động nó tham nhũng, hoặc là tự động nó lấy đất của người dân ở Việt Nam thôi à. Dân Việt Nam bắt đầu lúc đó nó ngoan như con cừu, không ai dám nổi lên. Chính trị là nó như vậy đó. Chính trị là gì? Chính trị là tụi bay phải lấy võ chế địch, bắt địch phải khuất phục. Sau đó tụi bay sẽ toàn thắng. Tụi bay thắng làm vua, thua làm giặc. Cho nên như vậy đó. Đổi lại nếu tao là Đức, thì ta sẽ nói với thế giới mang bom dội vô ba đình chết gãy mẹ tụi bay luôn. Tao thắng làm vua mà. Tao là lấy võ chế địch liền. Tất cả lãnh sự quán của tụi bay tao đóng cửa mẹ lại, tao khỏi cho làm ăn. Tao đâu cần làm ăn như cái xứ chó đẻ nợ nần chồng chất như tụi bay. Cho nên thằng Đức nó còn hiền, nó để lãnh sự quán của nó bên Việt Nam gặp tao, tao đăng bạc, tao bác luôn, tao rút mẹ nó về Đức hết trơn. Tất cả đồ phụ mà sẽ đi đó đưa vô đảng đĩ tụi bay đó là tao phải đánh thuế là trên 500% hoặc là 1000%. Tao nói với thế giới đồ mày liếm tên lửa qua bắt liền tao chỗ, phải quỳ lại tao. Lại không? Yeah, em lại. Lại. Đối với tao là tao mang bên. Nó tao đâu đứa tụi mày. Đối với tao là tao chỉ có lý vừa. Đối với tao tao giết tao mua cho em tao đâu đứa tụi mày. Tụi mày khốn nạn vậy tao. Đó. Đó. Cả chục cái ngàn triệu đảng viên mà tụi mày không dám đụng tới vấn đề là thằng khốn nạn trọng lũ để cho nó đem quốc gia tụi mày ra 100 mấy chục triệu bây giờ cắt mẻ ở trơn rồi. Người dân đói đi tới nhà thằng Trọng Lú mà cào nhà thằng Trọng Lú ra mà ăn đi cho tao, cho Lisa. Đặc biệt là quan chức của đảng đĩ Cộng sản, chỉ cần dính váng tới đảng Cộng sản hoặc là bên công an hoặc là bên mật vụ thì Đức sẽ từ chối cấp visa, không cho đi vào Đức. Phe công an, phe mật vụ của đảng đĩ Cộng sản được đưa vào sổ đen. Những thành phần bưng bô ở bên Đức ngày xưa còn cầm cờ máu tháng, cờ máu què của đảng đĩ còn đi được biểu tình, bây giờ sau vụ kiện này hễ thấy người nào cầm cờ đỏ sao vàng thì coi chừng sẽ đưa vào danh sách và trục xuất về Việt Nam, sẽ ngưng cấp visa hoặc cấp nhập cảnh vào Đức. Lisa hiến kế cho những cái người cộng đồng ở tại Cộng hòa Liên bang Đức, tức là mình thừa thắng xong lên bắt đầu giả bộ cầm cờ vàng đi ra, người Đức nó đâu biết tiếng Việt Nam, bắt đầu chửi địt mày à, mày Hồ Chí Minh cũng đỉ mày à, mày Hồ Chí Minh, để coi cái lũ nào bắt đầu là quay lên trên video cho cả thế giới người ta nhìn thấy đi. Tại vì cái lũ chó điên đó, cái lũ mà dư luận viên nó nói rằng ở bên Đức đó, ở nước ngoài được quyền treo cờ cầm cờ đỏ mấy cái năm về trước đó, nó cầm cờ đỏ nó đi như bầy bò, bây giờ mình được cái cơ hội này mình dâng ra, mình vừa biểu tình mình vừa chửi như vậy để cho ở trong nước Việt Nam người ta nhìn thấy. Các bạn ơi, đây là ở tại Cộng hòa Liên bang Đức này nha. Các bạn đụng đĩ mày à, mày Hồ Chí Minh, con gái mày à, mày Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản là đảng khốn nạn, cái lũ bưng bô nào ra đây, tao đất chắc con đĩ mày à, tôi bay luôn. Bắt đầu đi rào như vậy, đăng lên Facebook hoặc là đưa lên trên YouTube cho Lisa coi, để coi cái lũ ở trong nước, cái đó mà những người là bưng bô tôi bay coi, còn những người là nói được cái gì nữa. Từ đây về sau, cái cầu máu què tôi bay qua đây là xé bỏ rồi, đốt bỏ rồi, giết bỏ. Lý tôi bay. Nha. Các cơ quan đại diện của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã lên án gắt gao. Tại sao còn ở Việt Nam làm gì? Rút mẹ hết. Bây giờ thằng Đức nó đã trục xuất tụi bay hai thằng cao cấp rồi. Theo tao nghĩ là tụi bay yêu cầu là cho phóng hỏa cái lãnh sự quán của Đức ở tại Việt Nam đi. Bởi vì đảng đĩ Cộng sản tụi đây đó là kêu bằng là tụi bay chơi ngông cuồng lắm. Cho nên tụi bay sĩ diện lắm. Chứ trời ơi, chứ nó làm vậy là chết rồi. Vì mà ngoại giao của tụi bay mà bây giờ nó làm đờ thê thảm, cả thế giới đều biết hết trơn. Trời, thằng Đức nó đăng bây giờ tới bên đại của Mỹ nó mới nói sáng nay nữa kìa. Trời ơi, riết rồi mẹ, cái đảng đĩ Cộng sản Việt Nam tụi bay nó coi như cục cức chứ đó. Cho nên bây giờ tao nghĩ rằng tụi bay chơi ăn miếng trả miếng lại đi. Bây giờ ra lệnh cho đốt mẹ nó cái lãnh sự quán của thằng Đức luôn để trả thù, hoặc là trục xuất hết những thằng lãnh sự quán ở Đức đi về ở bên Đức cho tao. Mà sao im rồi? Sao im như con chó vậy? Hả? Cái mẹ tụi bay. Làm đi. Ha. Sau khi bị Đức trừng phạt thì đảng đĩ Cộng sản bây giờ thằng Trọng Lú nó nói rằng là đéo cần thằng Đức nữa chị Lisa ơi. Lập tức nó chạy qua nó ôm chân của thằng Tàu Cộng. Quân đội của đảng đĩ Cộng sản và đảng Tàu Cộng đã tổ chức
giao lưu hữu nghị quốc phòng lần thứ tư. Giao lưu diễn ra ở tại Lai Châu từ ngày 23-24 tháng 9 năm 2017. Phía Tàu Cộng đã đưa thằng Phạm Trường Long là phó chủ tịch quân ủy trung ương. Thằng Phạm Trường Long là một thằng tướng đã chỉ huy để mà đánh vào biên giới Việt Nam năm 1978, dạy cho Việt Nam một bài học, đã giết gần 300.000 người dân ở tại 6 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn ở phía Bắc. Vậy mà thằng Tổng Lũ lại cho thằng khốn nạn Phạm Trường Long này là phó chủ tịch quân ủy trung ương đã đi tham dự để mà duyệt binh. Chị ơi, trời ơi, nhục nhã lắm chị ơi. Những người cựu chiến binh tao nói mặt mày xanh lè, nhiều ông chuẩn bị nổ tim ra mà chết. Phía đảng đỉ còn đưa thằng Ngô Xuân Lịch làm bộ trưởng bộ quốc phòng, rồi đưa tiếp thằng khốn nạn Nguyễn Chí Vịnh là giám đốc tổng cục 2, rồi đưa luôn thằng Việt Cộng Phùng Sĩ Tấn là tư lệnh quân khu 2, đưa luôn thằng Ngô Minh Tiến là tư lệnh quân khu 1 cùng một dàn sĩ quan cao cấp để mà đi dự đại hội. Bề ngoài là giao lưu hữu nghị, nhưng ở bên trong là âm thầm bàn giao quân đội và biên giới cho Tàu Cộng. Mục đích là để cho quân đội của đảng Đĩ Cộng sản sẽ làm quen với sự hiện diện của quân đội Tàu Cộng. Rồi sau đó, quân đội của đảng Cộng sản sẽ bị sốc khi làm việc theo lệnh của Tàu Cộng. Sau khi giao lưu kết thúc vào ngày 24 tháng 9, thì phái đoàn quân đội của đảng Đĩ Cộng sản sẽ qua ở bên tỉnh Vân Nam để mà nhận chỉ thị của Tàu Cộng. Hiện tại thì quân khu 1, quân khu 2 và tổng cục 2 và bộ quốc phòng đều lọt vào tay của Tàu Cộng. Ngoài ra quân khu 4 và quân khu 5 cũng đã lọt vào tay của Tàu Cộng luôn. Tàu Cộng đang âm thầm nắm giữ ít nhất là 2/3 lãnh thổ Việt Nam mà toàn dân Việt Nam thì không hề hay biết. Bởi vì đảng Cộng sản chỉ muốn cho người dân Việt Nam ăn nhậu karaoke. Đây là buổi lễ hữu nghị để mà làm quen, giao lưu, hay nói nôm na là âm mưu chính trị, là sáp nhập giữa quân đội của Tàu Cộng và quân đội của đảng Đĩ Cộng sản Việt Cộng. Đừng nói chứ Việt Nam nữa, nhục lắm. Thằng Phạm Trường Long đã bắt tay với thằng khốn nạn Nguyễn Chí Vịnh ca bài ca con cá. Nguyễn Chí Vịnh là tổng trưởng của tổng cục 2 đã bắt tay với thằng Phạm Trường Long. Thằng Phạm Trường Long này là một thằng đã từng đem quân qua tàn sát, giết hơn 300.000 dân và quân năm 1979 biên giới Việt Trung, dạy cho Việt Nam một bài học của Đặng Tiểu Bình. Đây chỉ có một thằng Phạm Trường Long mà nó đưa tất cả một dàn tướng tá toàn là chỉ huy quân sự ở quân khu 1 đã bắt tay thân thiện. Và tất cả quân đội đang bắt đầu bảo vệ để mà đi chung với thằng Phạm Trường Long. Tàu Cộng chỉ đưa một thằng Phạm Trường Long là chính ủy trung ương để đi qua, mà cả một dàn sĩ quan cao cấp trong quân đội đã đi đến để mà mời. Phạm Trường Long là người ngồi trên cái ghế đầu tiên để mà cho một cái dàn mà ngồi ở ngoài sau bưng bô. Các bạn thấy, sau cuộc tọa đàm giao lưu thì bắt đầu có những tiết mục ca nhạc Tàu, mặc áo Tàu để mà bắt đầu là hát về tình hữu nghị để mà hợp tác giao lưu. Cuối cùng thì cửa khẩu của Ma Lù bắt đầu là đã được thành công. Đây là khai khách thành cửa khẩu, sẽ cho quân đội của Tàu Cộng sẽ được ào ạt qua lại Việt Nam mà không cần một giấy tờ. Các bạn thấy có một cái đất nước nào mà quân đội của người ta vào mà không có giấy tờ không? Để tặng món quà cho phía Tàu Cộng thì đảng Cộng sản cho triển khai hiệp định khung về hợp tác cửa khẩu biên giới ở trên đất liền giữa đảng Cộng sản Việt Cộng và Tàu Cộng. Người thi hành là Trung tướng Việt Cộng Hoàng Xuân Chiến, tư lệnh bộ đội biên phòng. Thằng Hoàng Xuân Chiến này cũng đã tháp tùng với thằng Việt Cộng Nguyễn Chí Vịnh để đi đón tiếp phái đoàn của Tàu Cộng. Bề bên ngoài là hợp tác
nhưng ở bên trong là bàn giao cửa khẩu biên giới cho bộ đội biên phòng. Tàu Cẩm đã kiểm soát được biên giới của Việt Nam. Hiệp định này quy định sẽ bàn giao tất cả những cửa khẩu trên đất liền theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là phía Đảng Cộng sản phải mở hết cửa khẩu biên giới để cho người Tàu Cẩm qua lại làm ăn tự do và không thu phí, không đòi visa, không kiểm tra hàng hóa, không kiểm tra giấy tờ. Giai đoạn 2 thì phía Tàu Cẩm sẽ âm thầm đưa bộ đội biên phòng để mà qua tiếp thu tất cả những cửa khẩu. Bộ đội biên phòng của Đảng Cộng sản sẽ phải giao nộp vũ khí và giải ngũ từ từ để thay thế vào bộ đội và lính của Tàu Cẩm. Thời hạn là tới năm 2020, tất cả cửa khẩu trên bộ giữa Đảng Cộng sản và Đảng Tàu Cẩm phải được bàn giao hết cho phía bộ đội Tàu Cẩm chỉ huy. Một khi đã kiểm soát hết tất cả các cửa khẩu biên giới thì Tàu Cẩm sẽ đưa dân, sẽ đưa quân, sẽ đưa lính và hàng hóa để ào ạt sang Việt Nam, chiếm hết đất đai của Việt Nam một cách im thấm và dễ dàng. Hiện tại thì giai đoạn 1 đã được thực hiện xong, nên người Tàu Cẩm mới qua Việt Nam tràn lan và tự do, khỏi cần visa, hàng hóa thì tràn ngập ở thị trường Việt Nam. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ sau tháng 9 này, chuẩn bị bước đầu vào tháng 10 sẽ kết thúc. Các cửa khẩu quan trọng như Móng Cái, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu sẽ được bàn giao trước, rồi tới các cửa khẩu còn lại. Các bạn thấy khốn nạn vô cùng. Chị ơi, chị hết giờ rồi chị ơi. Còn nhiều cái tin rất là quan trọng. Nhưng mà để ngày mai Lisa sẽ kế tiếp để Lisa nói cho các bạn nghe về tình hình mà bắt đầu là đã chuẩn bị sáp nhập và bàn giao. Thân ái, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Lisa mong rằng toàn dân Việt Nam và những người nào nằm ở trong bộ máy của đảng phải nhìn ra được âm mưu chính trị này. Để không trở tay thì coi chừng quý vị sẽ trở thành tội đồ thiên cổ của đất nước Việt Nam. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai với những tình hình nóng bỏng về kinh tế và chính trị cũng như bàn giao đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng như thế nào. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.